Cặp đấu này có thể nói là cơ hội hiếm hoi để hai đội sửa chữa những sai lầm của mình từ đầu mùa. Sông Lam Nghệ An đã chia tay rất nhiều trụ cột, tự đẩy mình vào cảnh phải xoay sở với một lực lượng nghèo nàn, thiếu kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An dẫu có tài năng nhưng họ thiếu người dẫn dắt và cũng không có điểm tựa ở những thời điểm khó khăn. Đó là lý do mà Sông Lam Nghệ An thi đấu rất tệ từ đầu chiến dịch. Họ thường xuyên thua, mà ngay cả khi ở rất gần chiến thắng thì họ cũng vụt mất. Hòa Quảng Nam 4-4 dù dẫn 4-2. Hoàng Anh Gia Lai rơi vào tình thế tương tự. Nhưng có thể nói, đội bóng phố núi gây thất vọng hơn vì đội hình của họ dù sao vẫn đồng đều hơn đội bóng xứ nghệ. Câu lạc bộ này vẫn còn những cầu thủ nội chất lượng như Tuấn Anh, Minh Vương, Ngọc Quang, Quốc Việt. Đi kèm với đó là John Klee, cầu thủ ghi bàn tốt thứ nhì mùa bóng vừa qua. Hoàng Anh Gia Lai đang cùng Hà Tĩnh đứng cuối bảng, xếp trên là Sông Lam Nghệ An với một điểm nhiều hơn. Chi tiết này phản ánh tình thế hiểm nghèo mà hai đội đang đối mặt. Có thể nói, họ không còn nhiều hy vọng, buộc Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An phải tìm đường đứng dậy từ trận đấu hôm nay. Ngay cả khi còn những Văn Toàn hay Văn Thanh thì Hoàng Anh Gia Lai cũng thường xuyên thua Sông Lam Nghệ An. Phong độ, lịch sử đối đầu Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai đều là tệ. Từ đầu mùa, họ chưa biết thắng là gì. Với Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ này thi đấu rất ngây thơ. Dù đội hình hạn chế lựa chọn nhưng gần như trận nào câu lạc bộ này cũng vào cuộc với khí thế tấn công rực lửa, để rồi bị đối thủ trừng phạt bằng đòn hồi mã thương. Hoàng Anh Gia Lai không đá phiêu lưu như Sông Lam Nghệ An, nhưng vấn đề của họ là câu lạc bộ này ghi bàn quá ít. Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn kém cỏi nhất mùa, nếu không muốn nói là nhất trong nhiều năm qua. 9 trận chính thức gần đây câu lạc bộ này toàn hòa và thua, gồm 7 thất bại và chỉ 2 trận hòa. Nếu cộng cả 3 thất bại trong giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Piatti